Chương 1: Thay đổi. Khu ngã tư đường tràn ngập các loại âm thanh, tiếng động lớn ồn ào đầy náo nhiệt. Nếu không phải vì đau đầu với những chuyện vặt vãnh trong cục pháp y bộ quốc an, nàng tuyệt đối sẽ không phải xuống xe mua nước để xả tức. Mới đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên, một luồng ánh sáng chói lọi hiện lên trước mắt của Âu Dương Vũ, ánh sáng ấy như vầng hào quang mà con người không thể nào chạm đến được. Ánh sáng của mặt trời vốn là cực chói mắt, lại thêm thứ ánh sáng kỳ lạ này nữa, khiến cho hai mắt của Âu Dương Vũ không khỏi nhíu chặt lại, cảm thấy kỳ quái. Theo bản năng liền hướng về phía ánh sáng ấy. Đó là một chỗ buôn bán các loại ngọc thạch phỉ thúy thời xưa, mà tầm mắt của Âu Dương Vũ lại theo bản năng nhìn chăm chăm xuống khối vật thể màu đen ngọc kỳ lân. Ngọc kỳ lân nhìn chung có cái đầu to nhưng mình thì lại nhỏ, quanh thân giống như ở được bao phủ bởi lớp ngọc trơn bóng, trên bề mặt còn vương chút tầng bụi mỏng manh được đặt ở vị trí trong góc nhỏ. Âu Dương Vũ không biết có phải hay không chính mình có vấn đề gì khi nhìn chằm chằm vào khối ngọc kỳ lân ấy, nàng rõ ràng vừa thấy nó nhìn mình, sau đó nhếch miệng cười. Cô gái này thật là có đôi mắt tinh tường, khối kỳ lân này là ngọc quý tồn tại ít nhất cũng được mấy trăm năm lịch sử. Nó vô cùng có giá trị, đây, cô xem ngọc này, quả là ngọc tốt a. Lão bán hàng rong này cũng gần 40 tuổi, vóc dáng mập mạp, làm ăn bình thường chả khấm khá gì. Nay gặp Âu Dương Vũ nhìn chằm chằm vào khối ngọc kỳ lân kia tự nhiên miệng lưỡi lưu loát bắt đầu lừa lọc. Âu Dương Vũ cầm lấy kỳ lân ngọc đang định tinh tế ngắm nghía nó, bỗng nhiên, nàng cảm giác ngón cái bên tay phải chợt đau nhói. Nhìn kỹ lại, chợt phát hiện ra ngón tay cái không biết khi nào lại xuất hiện một dòng máu đỏ thẫm từ từ chảy xuống cái miệng dường như đang dần dần mở ra của ngọc kỳ lân. Chứng kiến hết tất cả việc này, Âu Dương Vũ chỉ biết trơ mắt nhìn tất cả những chuyện kỳ quái đang diễn ra. Cầm trong tay khối ngọc kỳ lân, Âu Dương Vũ chợt có một loại cảm giác mát mẻ sảng khoái dưới cái nóng bức của mùa hạ, tiếng động lớn nháo đầu đường. Âu Dương Vũ có cảm giác dường như nàng đang đứng trước bờ biển rộng lớn hưởng thụ cảm giác gió thổi nhẹ nhẹ vào mặt. Thế nhưng nàng lại quên mất bên cạnh vẫn còn có lão bán hàng đang nóng lòng muốn kiếm lợi, ông ta chợt thốt lên, cô nương, máu của cô dính hết cả lên khối ngọc kỳ lân rồi. Làm sao ta có thể lại cho người khác được, cô xem đi. Bao nhiêu tiền, Âu Dương Vũ phòng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh. Nếu không phải xuất phát từ bản năng, nàng cơ hồ muốn thất thanh hét lên, bởi vì giờ phút này ở trong đầu của nàng cứ ẩn ẩn xuất hiện một không gian bí ẩn. Nàng không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ đây là không gian tùy thân kỳ bí nổi tiếng trong truyền thuyết hay sao? Chẳng lẽ loại không gian huyền huyễn này mà chính bản thân mình cũng gặp phải sao? Âu Dương Vũ không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ mình là con gái của nữ thần may mắn sao? Lão bán hàng rong lúc này bắt đầu làm bộ làm tịch chậm rãi nói, vừa rồi nói đây là đồ cổ, nhưng lại là do lấy ngọc mài ngọc mà thành. Này xem này chạm trổ trơn nhẵn láng bóng, quả thực là thanh thoát và chân quý. Âu Dương Vũ tức giận đánh gãy lời của hắn, đồ cổ. Ngọc mài ngọc, thật đúng là mới mẻ. Ông tự tiện lấy tảng đá điêu khắc lên, sau đó phun màu và tạp chất vào thì liền trở thành đồ cổ. Liền biến thành ngọc quý. 500 bạc có đồng ý hay không? Âu Dương Vũ dùng lời lẽ sắc bén chặn họng lão lừa đảo kia. Lão trong lòng kích động, lão biết khối ngọc kỳ lân kia thực chất là đồ giả mà chủ quán đã mua về với giá rẻ mạt. Vừa tưởng rằng có thể kiếm được một món hời lớn từ người này, thật không may cho lão thì quả thực so với việc buôn bán thuốc phiện thì buôn bán đồ giả như thế này còn nguy hiểm hơn. Hắn sợ Âu Dương Vũ đổi ý, động tác nhanh chóng nhận lấy bạc từ tay nàng. Nếu chủ quán mà biết được biết hắn dùng gần 500 bạc ngay lập tức bán đi ngọc kỳ lân có khả năng di chuyển qua lại giữa hai không gian. Chỉ sợ không chỉ tiếc đứt từng đoạn ruột mà nếu hắn biết này khối kỳ lân này có giá trị như thế chỉ sợ tức đến nôn ra máu không chừng. Sau khi mua được món bảo vật với giá hời, Âu Dương Vũ khởi động động cơ, chiếc xe Ferrari đỏ rực ngang nhiên đi lướt qua bỏ lại bụi bay mù trời ở phía sau. Trong biệt thự của Âu Dương Vũ, ngồi bên rèm cửa sổ, Âu Dương Vũ lúc này mới đem khối ngọc kia ngắm cẩn thận, bất chợt nàng cảm thấy ngực chợt lạnh, bởi vì khối ngọc kỳ lân kia khi không đột nhiên biến mất. Làm sao có thể, vừa rồi rõ ràng nàng vẫn nắm chặt ở lòng bàn tay, liền ngay sau đó cả hai tay đều nắm chặt khối ngọc không buông, cư nhiên đột nhiên lại biến mất ngay trước mặt nàng. Ngay lúc Âu Dương Vũ đang bực bội thắc mắc thì thân ảnh của nàng lại dần dần biến mất, ngay thời điểm nàng mở mắt ra thì chợt phát hiện chính bản thân mình đang đứng ở một thế giới lạ. Chủ nhân, một con chó nhỏ lông trắng tinh cắn cắn ống quần của Âu Dương Vũ trông vô cùng hoạt bát và dễ thương. Thật là một con chó nhỏ đáng yêu à, Âu Dương Vũ ngồi xổm xuống. Đưa ngón tay thon dài ra vuốt ve nó bộ lông trắng mốt kia.
ai ngờ con chó nhỏ cũng rất kiêu ngạo dương vuốt ra oai. Đừng có dùng mấy từ thô thiển như con chó nhỏ đó lên người ta. Ở Tuyết Viên Đại Lục có hàng tỷ thần thú, nhưng vị thần thú mà mọi người tôn thờ cũng chỉ duy nhất có một là cái vị anh tuấn tiêu sái. Độc nhất vô nhị Ngọc Kỳ Lân ta đây. Con chó nhỏ vẫy vẫy chiếc đuôi rậm rạp một cách kiêu hãnh. Tuyết Viên Đại Lục là cái gì? Âu Dương Vũ thừa nhận bản thân mình có vốn kiến thức vô cùng hẹp hòi nên căn bản không hiểu địa danh con chó nhỏ này vừa nói. Đúng rồi, chủ nhân. Ngọc Kỳ Lân đột nhiên rụt cổ lại, có chút chột dạ nhìn Âu Dương Vũ, sau đó liếc mắt một cái, mắt chợt hết nhìn bên phải rồi lại nhìn bên trái, chợt mở miệng nói. Này chỉ còn lại 6 tiếng nữa thôi. Âu Dương Vũ có chút khó hiểu, còn lại 6 tiếng nữa. Ý của ngươi là gì? Ngọc Kỳ Lân gật đầu nhìn Âu Dương Vũ liếc mắt một cái, chột dạ quay mặt đi, chủ nhân. Thời gian ngài tồn tại ở thế giới hiện tại của ngài chỉ kéo dài 6 tiếng nữa thôi à. Ngọc Kỳ Lân có cảm giác như cổ của mình bị một lực cường đại áp chế, nhìn đến gương mặt Âu Dương Vũ đang dần dần áp sát vào gương mặt của nó, nhất thời Ngọc Kỳ Lân cảm thấy trong lòng thấp thỏm. Người nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, cái gì mà ta chỉ tồn tại được 6 tiếng nữa ở thế giới này? Ý của ngươi là, ta chỉ có thể sống được khoảng 6 tiếng đồng hồ nữa thôi sao? Vừa rồi còn cứ ngỡ mình là con gái của nữ thần may mắn, bây giờ nàng chợt cảm thấy bản thân mình như là kẻ thù của bà ấy vậy. Chủ nhân, ta khẳng định một điều với ngươi là ngươi chắc chắn sẽ sống đến bệnh tử nhan sắc không tàn phai, quan hệ thì tha hồ mà đào hoa a. Chỉ là cuộc đời của ngươi phải bước sang một trang mới ở một nơi khác thôi. Tuyết Nguyên Đại Lục, âm thanh của Ngọc Kỳ Lân dần dần nhỏ đi, trộm nhìn khuôn mặt tức giận đến tái cả mặt của Âu Dương Vũ kia một cách sợ hãi. Ý của ngươi là, bổn cô nương ta bị buộc phải xuyên đến Tuyết Nguyên Đại Lục hả? Âu Dương Vũ đối với chuyện xuyên không này vẫn là có hiểu biết đôi chút. Hơn nữa là ngươi có thể tùy ý mang theo một vài vật dụng của không gian hiện tại đến không gian xuyên qua a. Ngọc Kỳ Lân quên mất rằng chính bản thân mình đang bị uy hiếp. Lập tức vỗ ngực kiêu ngạo nói, sau khi ngươi đến Tuyết Nguyên Đại Lục, không gian này cũng sẽ không biến mất. Vì sao lại là ta? Vừa rồi ở quầy hàng, ngươi vì sao lại cắn tay ta? Vậy nên Âu Dương Vũ đối với những lời mà Ngọc Kỳ Lân cũng không có hoài nghi. Ngay cả không gian đều xuất hiện, xuyên không, còn có thể sao? Nàng có điểm không rõ, vì sao lại là nàng? Người nhà của nàng đều đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa nên kỳ thật đối với nàng việc xuyên không này cũng không ảnh hưởng lớn đối với nàng. Ngọc Kỳ Lân dừng một chút, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, xoay người lại như trước với một bộ dạng kiêu ngạo, được thần thú của Tuyết Nguyên Đại Lục bảo vệ. Ngoài ngươi ra không phải ai cũng có thể đâu nha, ta không đồng ý được không? Không được, Ngọc Kỳ Lân lắc đầu ngoài ngoại, bỗng nhiên. Nó hướng Âu Dương Vũ khanh khách tà ác cười nói, chủ nhân, bản thân thú đại nhân ta nhắc nhở ngươi một câu, thời gian của ngươi chỉ còn lại có 30 phút thôi à. Cảm thấy bản thân mình sắp rời xa thế giới này không còn bao lâu nữa, Âu Dương Vũ buồn bực trong lòng trừng mắt về phía tiểu Kỳ Lân kia. Được rồi, bản thân thú nhắc lại một chuyện giúp ngươi tỉnh một chút. Tuyết Nguyên Đại Lục giống với Trung Quốc cổ đại thời xã hội phong kiến. Kinh tế, khoa học kỹ thuật, chữa bệnh, giáo dục, chế tạo, nông nghiệp, chăn nuôi so với thế giới hiện đại thì kém xa, đúng rồi. Nơi đó vẫn chưa có biết sản xuất vũ khí lạnh đâu à, Ngọc Kỳ Lân cười xấu xa nói. Mắt Âu Dương Vũ ngay lập tức sáng lên. Vừa rồi tiểu Kỳ Lân nói cái gì? Đến được Tuyết Nguyên Đại Lục rồi, thế giới hiện đại của nàng cũng sẽ không biến mất. Vậy có phải rõ ràng là nàng có thể mang theo rất nhiều vật dụng cá nhân đi đến cổ đại? Phải không? Đúng chứ? Chương 2, chuẩn bị xuyên không? Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Âu Dương Vũ. Tiểu Kỳ Lân tựa vào gốc cây, cười tủm tỉm. Bởi vì hắn còn có một chuyện vô cùng bất ngờ và quan trọng mà hắn vẫn chưa đề cập cho tiểu ngốc tử Âu Dương Vũ kia biết, vì hắn tuyệt đối tin tưởng. Người mà hắn đã chọn một khi tự tìm ra được đáp án chắc chắn sẽ không trách tội nó. Thế còn chờ cái gì nữa, nhanh mà đi chữ hàng A. Thời hạn chỉ có 6 tiếng thật sự quá ngắn A. Nàng hận sao không thể kéo dài đến 16 tiếng nha, lại nghĩ đến số tiền hiện tại bây giờ của nàng thực sự là quá ít A. Nàng tuy rằng là người làm việc cho quốc gia nhưng vì tính nguy hiểm của nhiệm vụ không cao nên tiền thưởng của nàng cũng không khấm khá bao nhiêu. Âu Dương Vũ một bên suy nghĩ về việc nên mang những vật dụng gì cần thiết sang bên đó, để ngoạn nào là bình nước uống chuyên dụng. Này, hình như người hiện đại các ngươi có món đồ sứ tên Nguyên Thanh Hoa Từ. Nghe nói rất quý giá. Tiểu Kỳ Lân khóe mắt liếc qua một cái, bất chi bất giác nói. Biết làm sao được,
Trong không gian của hắn có rất nhiều bảo bối nên đối với Nguyên Thanh Hoa Tử mà nói thì chỉ là một món đồ chơi bình thường với nó. Nguyên Thanh Hoa Tử, trái với vẻ thản nhiên của Tiểu Kỳ Lân thì vẻ mặt của Âu Dương Vũ tràn đầy kinh ngạc. Cho dù nàng không chuyên về đồ cổ là mấy, nhưng cũng nghe nói qua là Nguyên Thanh Hoa Tử là món đồ sứ đại danh tuyệt đỉnh nha. Nghe nói Nguyên Thanh Hoa đồ sứ này đã tồn tại gần 300 năm. Ở trong lẫn ngoài nước, tác phẩm nghệ thuật này được bán đấu giá thị trường với mức giá ban đầu không cao lắm. Nhưng lại được đại sứ quán của Nguyên Thanh Hoa người sở hữu chiếc bình sứ quý giá quỷ cốc xuống núi ở quốc tế bán đấu giá là 2,67 triệu RMB. Sau khi đã qua kiểm định chất lượng, Nguyên Thanh Hoa này là do chính tay nghệ nhân nổi tiếng của Ngư Văn Quán làm ra, đường cong tự nhiên thanh thoát, thanh hoa phát sắc thanh nhã. Tuy rằng không bằng quỷ cốc xuống núi thế nhưng lại trở thành cực phẩm, nhưng cũng không kém bao nhiêu, một vật giá trị thế này. Này nha cư nhiên lại coi rẻ. Trong lòng Âu Dương Vũ đột nhiên tức giận bất bình gào thét, hận không thể đến lôi nó đem nướng thành kỳ lân nướng. Vì thời gian cấp bách, Âu Dương Vũ chỉ mang theo này chiếc bình sứ Nguyên Thanh Hoa Tử này nhanh chóng đến tiệm cầm đồ nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Tên trưởng quầy cẩn thận xem xét bức họa ước chừng đến hơn nửa tiếng đồng hồ mới xác định đó là hàng thật. Xem cái vẻ mặt của họ sau khi biết là hàng thật, người thì hay gò má co rúm lại cho thấy trong lòng họ ngạc nhiên và kích động đến mức nào. Đồ cổ này là hàng lạ và quý hiếm có 102. Chính món bảo bối này sẽ mang đến tiền đồ cho họ. Con đường phát tài của bọn họ không còn xa nữa. Cuối cùng, với ánh mắt khinh thường nhìn món đồ cổ ấy được đem đi bán, Âu Dương Vũ với công phu miệng lưỡi xuất thần, hô giá 1 triệu RMB mà ông chủ tưởng chừng như đã chiếm được một tiện nghi lớn. Cho nên hai bên thỏa thuận trong vui vẻ. Sau khi rời khỏi tiệm cầm đồ, Âu Dương Vũ tìm được một khu hẻm hẻo lánh. Đem chiếc xe thể thao của mình để vào một góc, mặt khác lại thuê một chiếc xe vận chuyển hàng hóa. Nàng trong lòng âm thầm tính toán muốn mua thêm vài vật dụng cá nhân. Trước khi xuyên qua cần phải dự trữ nhiều đề phòng có trường hợp nguy hiểm phát sinh không kịp ứng phó. Còn chưa đầy 4 giờ nữa, Âu Dương Vũ đến siêu thị ở trung tâm thành phố mua một ít lương thực dự trữ. Bởi vì không phải giờ cao điểm, cho nên trong siêu thị người mua sắm cũng không nhiều. Âu Dương Vũ bắt đầu công cuộc càn quét siêu thị, nào là hạt thóc, ngô, tiểu mạch, lạc, đậu tương, khoai tây, dưa chuột, bông, tất cả lương thực, rau dưa, bất kể loại gì, đều bị Âu Dương Vũ cướp đoạt sạch sẽ. Bột mì, gạo, dầu đậu phộng, muối ăn, còn có các loại đồ gia vị, Âu Dương Vũ cơ hồ muốn đem cả cái siêu thị mang đến cổ đại. Nhân viên bán hàng mặt mày hớn hở. Nhờ có các nhân viên bảo vệ giúp đỡ đem hết toàn bộ số thực phẩm chuyển hết lên xe, Âu Dương Vũ hiên ngang lái xe mà quay trở về. Đến chỗ hẻo lánh, nàng đem hết các vật dụng thu vào không gian, Âu Dương Vũ ngay sau đó lại mang hết các loại hạt giống rau củ quả lôi ra. Hương giống, các loại quả mọng như dâu tây, các loại cam quýt, các loại quả có hạt như anh đào, đào, lý, ô liu, vải, long nhãn, quả có hạt tương tự như quả táo, lê, quả hồng, sơn trà. Các loại dưa và trái cây như dưa hấu, dưa gang. Âu Dương Vũ không từ bỏ bất kỳ một loại hoa quả nào, mang một chút hạt giống ươm. Dù sao theo lời của Tiểu Kỳ Lân nói thì không gian ở cổ đại rộng lớn vô cùng nên chỉ cần có sự sống là hạt giống ươm có thể sinh trưởng. Còn lại 3 giờ, Âu Dương Vũ lái xe đến siêu thị chuyên bán đồ hải sản. Tất cả các loại cá nước ngọt, biển, tất cả đều mua tất. Vì rất nhiều loại cá ở cổ đại đều không có, hiện tại nếu mà không dự trữ, về sau cả đời đều không có cá mà ăn. Tiếp theo Âu Dương Vũ đi đến chỗ trung tâm fashion, nàng mua vừa đủ cho nàng mặc, đương nhiên, trong đó nội y quần lót thì nên mua nhiều một chút. Còn tiệm vải dệt, Âu Dương Vũ vung chi phiếu, chữ một đống vải dệt tốt khóa kéo. Có gì đến cổ đại có thể kiếm lời từ các vị thiên kim tiểu thư. Hẳn nghe nói qua họ rất thích vải vóc gấm lụa, bởi vì mua nhiều, nên ước chừng chi phí Âu Dương Vũ hơn 1.000 vạn bạc. Giải quyết ăn mặc sau, liền chỉ còn lại có chi phí. Còn lại 2 giờ, Âu Dương Vũ đường đường chính chính, xuất ra giấy chứng nhận của Bộ Quốc an trực tiếp vào kho hàng, trực tiếp vào gian hàng lớn nhất của siêu thị. Cơ hồ muốn đem toàn bộ kho hàng tồn này giờ đi, cuối cùng chi tiêu ra gần 1.000 vạn bạc. Cuối cùng còn 1 giờ, Âu Dương Vũ lợi dụng một chút quyền thế. Khiến cho ông chủ cửa hàng thuốc Tây phải thuê 3 chiếc xe tải lớn để có thể chứa được hết những dụng cụ chữa bệnh cùng các loại dược liệu cần thiết. Còn có cái gì chưa mua nữa không nhỉ? Âu Dương Vũ cẩn thận suy nghĩ một hồi, chợt mắt lóe sáng lên. Dùng sức thải hạ chân ga, vận chuyển hàng hóa xe siêu một tiếng chạy vội mà đi. Máy phát điện à, nàng không dưng lại quên máy phát điện. Không có điện, nàng mua máy tính, máy chụp ảnh, di động chẳng phải đều thành phế phẩm hết sao?
Âu Dương Vũ đem xe nhanh chóng dừng ở trước cửa nhà xưởng, dùng tiền và quyền đem cả nhà xưởng chuyển đi. Đây chính là tài nguyên không thể tái sinh a, nàng cũng không phải là chuyên gia. Dùng hư rồi lại có thể sửa chữa, cho nên vẫn là càng nhiều càng tốt a. Âu Dương Vũ lại tiêu phí một bộn tiền mua gần 100 cái thiết bị chữ điện, từng cái bình ước chừng cao bằng một người trưởng thành. Cho dù có vận chuyển một lượng lớn hàng hóa như vậy thế nhưng ngay cả một kiểm soát viên cũng không thể làm gì được nàng khi kiểm tra giấy chứng nhận từ tay của nàng. Cuối cùng còn lại một phút, Âu Dương Vũ đem biệt thự mang hết vào không gian, quay đầu nhìn nơi này thật lâu, nơi mà mình đã sống hơn 20 năm ở thế giới này, chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 3, tình cảnh chớ treo. Tuyết Uyên đại lục, tiểu thư, người rốt cục tỉnh, có khát hay không, có muốn uống nước không? Âu Dương Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt ra, đập vào mắt là một khuôn mặt thanh tú, nàng mạnh mẽ ngồi dậy. Vì động tác đột ngột bất ngờ nên ảnh hưởng đến miệng vết thương đau thiếu chút nữa ngất xỉu. Tiểu thư từ từ một chút, vết thương của người còn chưa khỏi hẳn, bây giờ không cần phải cử động mạnh như thế. Một cô gái có dung mạo thanh lệ kia thấp thỏm lo lắng nhắc nhở nàng. Dưới sự giúp đỡ của nàng, Âu Dương Vũ chậm rãi tựa vào cạnh giường, nàng đưa tay bắt lấy chén nước uống một ngụm. Lúc này mới cảm thấy tỉnh táo hoàn toàn. Bởi vì đã có sự chuẩn bị về mặt tinh thần kỹ lưỡng cho việc xuyên không nên nàng hầu như không có cảm giác lóng ngóng hay ngạc nhiên như các vị tiền bối khác đã từng. Ngược lại nàng có chút hưng phấn đánh giá tình hình hiện tại. Trong phòng bài trí vô cùng đơn giản, trừ chiếc giường ra thì xung quanh cũng chỉ có bốn tường cùng với một cái bàn nhỏ. Rèm cửa sổ thì cũ nát giống như chưa thay qua. Cửa sổ thì muốn mục hết, nhìn không ra đây là cái chỗ xó xỉnh gì. Cuối cùng Âu Dương Vũ kết luận, thì ra chủ thể này vốn không có một cuộc sống sung sướng. Âu Dương Vũ sờ sờ trên cái trán bị thương, vì không có một chút ký ức về thân thể này, mà bản thân lại là đặc công xuất sắc của cục tình báo. Cho nên nàng dễ dàng dụ dỗ cô gái trước mắt hỏi công nàng vài chuyện trong quá khứ. Tuyết Uyên đại lục có bốn cường quốc gồm là Đông Tấn, Tây Tần, Nam Nguyên, Bắc Tuyết. Và như đúng mỗi chữ cái đầu của bốn nước này, mỗi vùng được phân biệt các địa điểm chiếm đóng căn cứ theo bốn phương, lấy không gian ở giữa chính là rừng rậm hắc ám kéo dài vạn dặm. Mà còn lại bên ngoài bốn quốc gia này chính là dải rừng dài mênh mông vô tận. Mà nơi Âu Dương Vũ đang ở chính là Đông Tấn Quốc. Gia tộc của Âu Dương Vũ là gia tộc cao quý, cha của nàng Âu Dương Lưu bây giờ là tả thừa tướng của Đông Tấn Quốc dưới một người trên vài người. Nhưng mà nội bộ bên trong tướng phủ xa hoa này, đích nữ Âu Dương Vũ lại so với tôi tớ trong gia phủ cũng không bằng. Cái này kể ra cũng có nguyên nhân của nó. Mẹ ruột của Âu Dương Vũ Dương Thị là viên ngọc quý duy nhất của Dương Đại Tướng Quân, năm đó mang theo toàn bộ gia tộc tài phú gả vào Âu Dương Phủ. Năm đó toàn bộ sính lễ của Dương Phủ làm cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Dương Thị cùng Âu Dương Lưu nên đôi vợ chồng. Cuộc sống ổn định kiêm điệp tình thâm, nhưng mà cuộc vui nào cũng tàn, chuyện gì đến cũng đến, Âu Dương Lưu bị trưởng công chúa con gái của Tôn Thị nhìn trúng. Tôn Thị vì có địa vị quyền thế, nên đã nói với Hoàng đế cầu tình để bà ta trở thành bình thê của Âu Dương Lưu. Âu Dương Lưu hưởng thụ cuộc sống sung túc sau cuộc hôn nhân mới mà lại không biết rằng Dương Thị phu nhân của hắn âm thầm rơi lệ, Tôn Thị là một người giả nhân giả nghĩa, thủ đoạn ngoan độc. Người ngay thẳng không mưu lợi như Dương Thị căn bản không thể ứng phó nổi với thủ đoạn của Tôn Thị. Huống chi từ khi Tôn Thị gả vào Âu Dương Phủ được 3 năm, bà ta luôn tìm mọi cách quấn quýt, không từ mọi thủ đoạn nào hòng đem Âu Dương Lưu trở thành người đàn ông của riêng mình. Đồng thời cũng luôn miệng bôi nhọa phỉ báng Dương Thị, biến Dương Thị trở thành một người phụ nữ ác độc. Sau 7 năm kể từ khi gả vào phủ, Dương Thị rốt cục cũng mang thai. Cũng bởi vì thủ đoạn tiểu nhân của Tôn Thị hạ thuốc lên người nàng khiến cho Dương Thị phải cố sống cố chết đứng trước ngưỡng cửa của thần chết để cố gắng sinh hạ Âu Dương Vũ. Sau đó phát hiện mình bị bệnh nan y, khi biết được tin này Âu Dương Lưu cảm thấy bất công cùng với oan uổng nên đã trút hết bầu tức giận vào Dương Thị. Cuối cùng, mẹ ruột của nàng lại dùng một phương thức ngu ngốc nhất mọi thời đại đó là nguyện hy sinh chính bản thân mình để có thể bảo vệ được cho đứa con gái đáng thương duy nhất là kết tinh tình. Yêu của hắn với nàng. Nhưng Dương Thị đâu có ngờ rằng sự hy sinh để bảo vệ cho cô con gái bé bỏng đó lại là một động lực lớn cho Tôn Thị để bà ta có thể thoải mái bóc lột rêu rao bôi xấu thanh danh cả người ra đi lẫn. Người ở lại. Cuối cùng cuộc đời của Âu Dương Vũ không đi về đâu, sống chui sống rủi trong căn phòng rách nát không hơn gì bọn kẻ ở. Và rồi bi kịch của Âu Dương Vũ cũng tới, giấy hủy hôn của Hoài An Vương. Vì Dương Thị đã từng cứu một mạng của chữ Phi bên bờ vực của cái chết nên trong lòng chữ Phi cảm thấy vô cùng áy náy.
cho nên mới ra mặt làm chủ cuộc hôn nhân giữa con trai mình là Hoài An Vương với Âu Dương Vũ. Có thể nói đây cũng chính là việc mà Dương Thị đã lấy sinh mệnh ra để đổi một tương lai tươi sáng cho con gái của mình. Nhưng mà không ai có thể ngờ được. Năm đó cô bé Âu Dương Vũ trắng trẻo đáng yêu bao nhiêu thì khi lớn lên lại trở nên tự ti nhát gan, ngu si bao cỏ, đến mức khiến cho người khác không muốn kết bạn cũng không muốn đến gần. Mà nàng chỉ vì muốn có được cái ghế vương phi của Hoài An Vương kia nên đã dùng mọi thủ đoạn tiểu nhân. Hoài An Vương nổi tiếng là kẻ phong lưu nhưng cũng không thể chịu được loại phụ nữ ngu si của Âu Dương Vũ nên cuối cùng viết một tờ giấy từ hôn gửi đến. Âu Dương Vũ mặt lửa đỏ gay mặc bộ gà y đỏ rực chạy vội vào phủ Hoài An Vương, nhưng đúng lúc vào phòng thì chợt thấy hai thân ảnh một nam một nữ đang cùng nhau triền miên ân ái. Nàng tức giận chạy ra khỏi vương phủ đập đầu tự vẫn. Sau đó Âu Dương Vũ xuyên qua. Tiểu thư có muốn ăn chút gì đó cho ấm bụng không? Nói nửa ngày trời, Tú Nhi thấy sắc trời cũng đã muộn liền nhìn Âu Dương Vũ hỏi. Tú Nhi là con gái của tỷ nữ từng hầu hạ mẹ nàng. Cũng là người duy nhất trong phủ tỏ thái độ quan tâm ân cần và chăm sóc cho Âu Dương Vũ. Thấy Âu Dương Vũ gật đầu, Tú Nhi xoay người rời đi, không lâu sau nàng quay trở lại, trong tay bưng một chén canh đen thui, mà trừ món đó ra không còn món gì khác cả. Tú Nhi mang vẻ mặt đầy có lỗi, khóe miệng cười trừ, Trần An nói, là do Tú Nhi không tốt đi muộn cho nên đồ ăn trong phòng bếp đã bị lấy hết đi rồi. Tuy rằng biết Tú Nhi đang làm bộ mặt hơi quá. Phát hiện ra đôi mắt của nàng hơi ngấn nước mắt, nếu như là Âu Dương Vũ trước kia thì lời nói dối về chuyện thức ăn này của Tú Nhi cũng không có gì là lạ. Nhưng Âu Dương Vũ của bây giờ không phải là kiểu người dễ dàng bị người khác dắt mũi lừa gạt như vậy. Chỉ lấy được một chén canh đen thui này, lại bị người ta bắt nạt. Rốt cuộc cuộc sống của Âu Dương Vũ trước đây phải chịu đựng những thứ gì? Trong đầu Âu Dương Vũ nảy lên một ý tưởng. Có điều nàng vẫn chưa muốn làm lớn chuyện này cho nên cố kiềm chế cái suy nghĩ này trong lòng. Nhưng nếu nàng mà không gây chuyện thì sẽ dễ dàng bị người khác khinh thường. Ngay khi Âu Dương Vũ khó xử nhìn chằm chằm chén canh đen xí, đang do dự có nên đổ nó đi không thì ngoài cửa truyền đến một giọng điệu mỉa mai chào phúng. Chương 4, Họa thủy đông dẫn. Âu Dương Vũ nhướng mày nhìn lại nhìn cô gái xinh đẹp đàng hoàng trước mắt mình. Vóc dáng của cô ta mảnh mai, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bóng bẩy, trên đầu toàn là châu ngọc chân quý. Quần áo toàn gấm vóc lụa là quý giá, thoạt nhìn trông vô cùng trẻ trung diễm lệ kinh động lòng người. Một cô gái xinh đẹp là thế nhưng khi cái miệng chúm chím của cô ta phát ngôn ra thì hoàn toàn ngược lại so với vẻ ngoài. Chậc chậc chậc, Âu Dương Vũ, người cũng có ngày hôm nay sao? Âu Dương Doanh, tứ tiểu thư của Âu Dương gia. Giờ phút này đang làm vẻ mặt cùng giọng điệu mỉa mai với Âu Dương Vũ, khóe môi cong lên vẻ kiêu ngạo cố ý châm chọc tươi cười, ngươi cũng thấy rồi đó, chàng ấy không yêu ngươi. Tại sao ngươi cứ phải ngu ngốc tự hành hạ bản thân cố đi tìm cái chết như vậy? Thật đúng là con ngốc. Âu Dương Vũ của ngày trước rõ ràng chỉ là một cô gái ngu ngốc yếu đuối, chịu đựng nhẫn nhục từ trước đến nay đều bị Âu Dương Doanh bắt nạt. Ức hiếp cho nên Âu Dương Doanh mới dám có thái độ độc địa trước mặt nàng. Đôi mắt của Âu Dương Vũ chợt nhíu lại, ánh mắt bình tĩnh hướng về phía cô gái trước mặt. Chỉ có điều là cô gái nhỏ kiêu ngạo, ương ngạnh có thừa, một nha đầu không hiểu chuyện. IQ thấp như thế, căn bản không thể nào kích thích cơn tức giận của nàng. Thấy Âu Dương Vũ không nói gì, chỉ ngồi im bất động, khóe môi Âu Dương Doanh nhếch lên một chút ý cười lạnh, đáy mắt đầy hận ý giặc rào. Người cho rằng một khi lấy cái chết ra để đe dọa thì Hoài An Vương chàng ấy sẽ xem xét lại việc hủy hôn với ngươi sao? Ha ha ha. Nực cười, Âu Dương Vũ, ngươi có biết không? Biểu ca nói với ta, ngay khi ngươi đi tìm cái chết thì Hoài An Vương vốn không hề có ý định cản ngươi. Mà hơn thế nữa chàng ấy trong lòng thầm hy vọng Âu Dương Vũ ngươi có thể sớm biến mất khỏi thế giới. Nhìn mà như không về phía Âu Dương Doanh. Chấm chấm chấm, Âu Dương Doanh nghe vậy, cổ họng giống như bị ai đó bóp nghẹn, nhất thời có chút sợ sệt. Ban đầu vốn tưởng rằng Âu Dương Vũ này sẽ phát điên, sau đó nghĩ quẩn. Rồi kêu khóc thất thanh đến kiệt sức, hay tốt nhất là có thể tìm một cái cột nào đó tự vẫn, nhưng phản ứng của Âu Dương Vũ lại hoàn toàn N nằm ngoài dự liệu của nàng. Bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, cứ như vậy không thèm đếm xỉa đến, cứ như là một người khác chứ không phải Âu Dương Vũ trước đây. Suy tiếng cười nhạo đột nhiên phát ra từ miệng Âu Dương Doanh, Âu Dương Vũ, lần đập đầu này lại khiến cái đầu heo của ngươi miễn cưỡng thông suốt một chút rồi sao? Lấy bất biến ứng vạn biến. Ngươi nghĩ rằng ngươi làm như vậy thì sẽ khiến cho Hoài An Vương suy nghĩ lại rồi quay trở về bên cạnh ngươi.
Một khi đã bị người đàn ông mình yêu ruồng bỏ thì đừng cố ôm vọng tưởng nữa đi. Hoài An Vương là người đàn ông của Tam Tỷ. Người vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được. Tam Tỷ, người mà qua lời kể của A Tú là người dịu dàng thiện lương, nhu mì như nước. Tài hoa hơn người đứng đầu thiên hạ tài nữ Âu Dương Tụ. Âu Dương Vũ ngẫm nghĩ một lát, liếc mắt nhìn vẻ mặt kiêu ngạo sắc sực của Âu Dương Doanh, như có như không đáp lại, Tam Tỷ sao? Nhưng mà Hoài An Vương rõ ràng nói với muội là trong lòng hắn ta chỉ có duy nhất một người, đó là Tứ Tỷ a. Ở trước mặt mình mà còn thể hiện tỷ muội tình thâm sao? Vậy để ta thử xem tình tỷ muội của hai người sâu đậm đến mức nào. Âu Dương Vũ khép hờ đôi mắt, che giấu đi ánh mắt khinh thường cùng gian xảo của mình, đồng thời khóe miệng chợt cong lên. Ngươi nói cái gì? Âu Dương Doanh bị những lời này làm cho ngây dại. Nếu nghe kỹ trong lời nói đó sẽ dễ dàng phát hiện ra biểu tình của nàng vô cùng mừng rỡ. Trong lúc nhất thời mừng rỡ như điên, Âu Dương Doanh ngạc nhiên đến ngốc lăng, gương mặt hiện lên chút nghi hoặc nửa tin nửa ngờ. Tứ Tỷ, tỷ biết muội là người chưa bao giờ nói dối. Âu Dương Vũ lại thêm mắm thêm muối một phen, nếu tỷ không tin lời nói của muội vậy có thể đi tìm Hoài An Vương để xác thực. Đi tìm Hoài An Vương để chứng thực. Âu Dương Doanh cương nhiên bình thường không có lá gan đủ lớn để đi tìm Hoài An Vương, trừ phi là trường hợp khẩn cấp. Âu Dương Vũ thấy nàng nửa tin nửa ngờ, lại hối hận thở dài, muội là người bị chồng chưa cưới ruồng bỏ. Chuyện đau đớn như vậy làm sao mà quên được, bây giờ muội nào còn dám hy vọng xa vời đến Hoài An Vương nữa. Nhưng mà người Hoài An Vương thích là Tứ Tỷ. Tứ Tỷ nếu như đem người đàn ông yêu mình trao cho Tam Tỷ, đến lúc đó cả ba người đều sẽ đau khổ. Tứ Tỷ thấy muội nói có đúng không? Bản thân vốn là nhân viên cấp cao của Cục An ninh Quốc gia, đương nhiên ngụy trang hành động tự nhiên là tuyệt đỉnh, Âu Dương Vũ diễn sâu vô cùng. Ngoài ra, Âu Dương Doanh từ trước đến nay đều coi Âu Dương Vũ là con ngốc, làm sao mà không tin cho được. Âu Dương Doanh hoàn toàn tin toàn bộ những gì Âu Dương Vũ nói, nàng cố ý ho khụ một tiếng, lộ ra bản mặt bình tĩnh, nhưng cũng không thể nào giấu đi được niềm vui sướng trong lòng. Khóe miệng cong lên vô cùng đắc ý. Âu Dương Vũ, nếu ngươi dám gạt ta, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả. Âu Dương Doanh cuối cùng cũng xác nhận. Nếu muội lừa tỷ, tỷ muốn phạt muội gì cũng được. Hay là phạt cả đời muội không bao giờ gặp Hoài An Vương. Phạt muội vĩnh viễn không bao giờ chiếm được trái tim của Hoài An Vương. Ai mà muốn gặp cái loại đàn ông thối như hắn. Ai mà đi yêu thích cái loại vương gia này chứ. Âu Dương Vũ ước gì cả đời không bao giờ gặp hắn. Hừ, ý kiến này không tồi. Âu Dương Doanh hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Bước chân đi một cách nhanh chóng rời khỏi, nội tâm bên trong của nàng bây giờ vô cùng cao hứng. Nhìn cái bộ dạng nghênh ngang rời của nàng, đôi mắt Âu Dương Vũ ngừng một chút đạm sương. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước, khóe miệng nhếch lên mang ý mỉa mai châm chọc sáng lạn cười. Ha ha, xưa nay Tam Tỷ cô là loại phụ nữ giả nhân giả nghĩa, cố bày ra bộ dáng trong trắng thuần khiết. Cô cho rằng nếu không có Âu Dương Vũ thì cô có thể đường đường chính chính thuận lợi trở thành vương phi của Hoài An Vương đó sao? Cô sai rồi, đừng quên cô còn có một cô em gái ngu ngốc nữa. Họa thủy đông dẫn, tỉ muội tương tàn, quả là một bộ phim hay, thật muốn tận mắt xem màn kịch này. Ngũ tiểu thư, người đã lâm vào hoàn cảnh này rồi, lỡ như nếu không đúng như những gì người nói vậy thì... A Tú mang cho Âu Dương Vũ một ly nước, ánh mắt mang chút lo lắng. Mình thì không hề thích cái tên Hoài An Vương đó, nhưng việc ngũ tiểu thư thích hay không thích mình cũng không quản được. Nếu là thật chẳng phải sẽ là một chuyện tốt sao? Âu Dương Vũ cười hớn hở nói tiếp. Đừng nói với ta, trong đầu em vẫn còn mang cái tư tưởng kiểu như ngũ tiểu thư vẫn còn luyến lưu với cái tờ hủy hôn đó chứ. Ta không phải là thánh mẫu. Cổ tay vuốt nhẹ ngọc kỳ lân đồ án bên hông, đôi mắt Âu Dương Vũ hiện lên một tia tự tin. Chính viện, Đông Sương phòng. Gió thổi khởi bức rèm che bích thúy tạo ra âm thanh êm tai dễ chịu. Cây tử đàn trên chiếc ghế thượng, phu nhân Tả thừa tướng, phu nhân Tôn thị bưng một ly trà hương, đôi mắt nhìn chiếc bàn đầy sổ, khóe miệng giơ lên thản nhiên cười yếu ớt. Phu nhân, chỗ này có cần thay đổi một chút không ạ? Nha hoàn Thanh Vân bên người Tôn thị mang vẻ mặt cung kính hỏi, nhưng cũng mang theo một tia đắc ý cười. Tôn thị tay không buông vỗ về bản sổ sách kia, khuôn mặt mang ý cười, nhưng lời nói ra lại như cơn gió thoảng qua lạnh thấu xương, cái gì nên làm cái gì không nên làm. Ngươi không cần phải để bản phu nhân ta phải nhắc nhở chứ. Thanh Vân khom người quỳ rạp xuống đất, thần sắc sợ hãi nói, vì nô tỳ cảm thấy trong người không khỏe đã nhiều ngày, mãi nằm trên giường tĩnh dưỡng cho nên cái gì cũng không rõ. Ngươi thật lanh lợi, được rồi, tự mình đến phòng tu chi lĩnh thưởng đi.
Đuổi Thanh Vân đi, Tôn Thị nhìn chồng sổ sách giấy kia, không tiếng động nở nụ cười. Lúc trước Dương Thị mang theo toàn bộ gia sản để gả vào Âu Dương gia, 10.000 trang sức đỏ rực thật đúng là cực phẩm a, đáng tiếc lại có chút ngu xuẩn. Chưa gì mà đã không thể chịu đựng được đả kích ngu ngốc đi tìm cái chết. Dương đại tướng quân năm đó tài sản cũng không có là bao, lấy đâu ra gia sản khổng lồ này chứ? Nay toàn bộ của hồi môn này tất cả đều là của nàng. Đến lúc đó lấy ra một nửa mang cho tiểu tam cùng tiểu tứ để mua thêm trang sức. Về phần Âu Dương Vũ, tiểu tiện nhân kia bị Hoài An Vương ném cho một tờ hủy hôn, không danh không phận năng lực lại kém. Cho nên mới xem xét việc miễn cưỡng cho Âu Dương Vũ này 1 triệu bạc để nó rời khỏi phủ xuất gia làm ni cô bầu bạn với Phật tử đến cuối đời. Nhưng mà Âu Dương Vũ thật sự sẽ dễ dàng để cho Tôn Thị an bài như vậy sao? Nếu như là Âu Dương Vũ của trước kia, đương nhiên chỉ cần một câu nói của Tôn Thị sẽ quyết định tương lai về sau của nàng. Nhưng bà ta không biết rằng Âu Dương Vũ hiện tại tuyệt đối là người mà bà không nên giở trò. Chương 5, Bảo bối thần kỳ. Đêm dài tịnh mịch, sau khi Bảo A Tú rời khỏi đây, Âu Dương Vũ tựa lưng lên đầu giường, tay phải vuốt ấn ký kỳ lân bên sườn cổ tay. Âu Dương Vũ nhắm mắt lại, toàn thân chợt lóe sáng sau đó chợt biến mất vào trong không gian. Nếu A Tú ở bên ngoài mà chứng kiến việc vị tiểu thư của nàng đột nhiên biến mất ngay trước mắt nàng chỉ sợ dọa nàng đến ngất đi thôi. Âu Dương Vũ trở về thế giới hiện đại, nhìn thấy tiểu kỳ lân hoạt bát đáng yêu kia ngay lập tức chạy về phía nàng cắn cắn váy nàng lấy lòng nàng, trong miệng không ngừng kêu to, chủ nhân, chủ nhân. Âu Dương Vũ lấy một tay ôm tiểu kỳ lân giống như ôm một đứa trẻ con, một tay bên đùa nó mẫn cảm càng dưới, đúng rồi, thứ gì cần mang thì mang, cần phân loại thì đều phân loại đi. Ngày trước do thời gian cấp bách nên nàng đã mua rất nhiều thứ này thứ nọ để mang đến thế giới bên kia mà sử dụng đến nỗi hàng hóa, đồ dụng thực phẩm đủ thứ chất đầy như núi ở trong nhà. Nàng cứ ngỡ rằng có phải là quá nhiều hay không, nhưng sau khi xuyên qua thấy tình cảnh ở đó thì nàng nhận ra rằng tất cả đồ đạc ở đây cũng không hẳn là nhiều. Quay trở lại cổ đại. Hiện tại nàng đang đứng ở mặt sau của khu viện là một mảnh rừng trúc, bên trái của khu viện có một dòng suối nhỏ, cách đó không xa, trong sơn cốc chảy xuôi ra. Bên phải là một cái hồ nhỏ, hai bên đều có nước chảy, bên dưới là hàng thông dài. Con suối làm cho vùng đất phía trước của khu viện chia làm hai mảnh, bên trái là đồng ruộng, phía bên phải là khu vườn nhỏ. Điều làm cho Âu Dương Vũ ngạc nhiên là, nàng thế nhưng vẫn còn thấy chiếc đỏ sắc Ferrari của nàng, lòng của nàng trở nên yên tâm hơn. Ở cổ đại mà có con Ferrari này, nghĩ lại quả thật là phong cách tuyệt đình. Thế nhưng kinh ngạc vẫn chưa hết, Tiểu Kỳ Lân liếm liếm tay nàng, nhảy về phía trước, nhanh như chớp đi về phía trước chạy tới, vừa chạy vừa dừng lại ý bảo Âu Dương Vũ đuổi theo. Âu Dương Vũ theo nó mà đi, Tiểu Kỳ Lân ở phía trước mà nàng thì ở phía sau, một người một thú hướng về phía bên kia tòa sơn lâm mà đi đến. Âu Dương Vũ nhìn về phía trước, chỉ có thể nhìn loáng thoáng qua vì bị cây cối xung quanh che khuất tầm nhìn. Cuối cùng, Tiểu Kỳ Lân dừng lại cách tòa thành hình tháp phía trước khoảng 100 mét. Ở giữa chỗ Tiểu Kỳ Lân đang đứng cùng tòa nhà hình tháp có một vách núi đen. Như một sơn cốc u sâu không thấy đáy, bên trên vách núi đen đó được dựng thành cầu treo bằng những đoạn dây cáp gỗ liên tiếp. Một cơn gió thổi qua cầu treo bằng dây cáp theo gió lắc lư. Thật khiến trong người dễ dùng mình phát mạnh mà. Tòa nhà hình tháp kia cao 7 tầng, mỗi tầng ước chừng cao gần 300 thước. Nơi đó là, Âu Dương Vũ tò mò hỏi. Nàng có cảm giác tòa tháp thần bí này sẽ mang đến cho nàng nhiều thú vị cùng bất ngờ. Đó là thất bảo tháp, giống như tên gọi nơi này gồm 7 tầng, mỗi tầng đều cất giấu một loại bảo bối. Tiểu Kỳ Lân đắc ý rào rạt phe phẩy cái đuôi, mỗi một tầng đều cất chứa một loại bảo bối. Âu Dương Vũ thiếu chút nữa là chảy nước miếng, đem nguyên câu vừa nói của Tiểu Kỳ Lân xem xét. Nàng trong miệng lẩm bẩm hai chữ bảo bối, có thể thấy được bảo bối hàng hiệu sao? Đương nhiên. Tiểu Kỳ Lân nhảy lên tảng đá lớn ở phía đối diện Âu Dương Vũ, hai chân đứng thẳng lên, nghiêm trang giải thích nói, ta này đã ngao du mọi không gian từng nhận qua hơn 7 vị chủ nhân. Có rất nhiều kiểu người, có người thì vì tu thân nên thăng kiếp độ, có vị thì buông rèm làm một vị thái hậu chấp chính, có vị là ngự phong sờ kim giáo úy. Còn có một người ở cùng thế giới của ngươi, trước đây ta từng nhận đó là quân hỏa thương. Quân hỏa thương, Âu Dương Vũ kìm lòng không được thốt ra tiếng, không phải nàng là người đầu tiên sao? Không phải chuyện này chỉ là ảo giác sao? Như vậy có qua chân thật mà phản khoa học không? Quân hỏa thương, thực không may người này chết vì báo thù.
Ngay tại tầng thứ nhất của tòa tháp này hắn đã để lại 120 triệu đô la cùng quân hỏa vũ khí. Tiểu Kỳ Lân nói qua nhẹ nhàng bâng quơ. 120 triệu đô la cùng quân hỏa vũ khí, cậu Dương Vũ là đang mơ sao? Đây chính là cổ đại A, tại thời cổ đại này lại có thể lấy vũ khí lạnh để chiến đấu. Nàng trong tay có được 120 triệu đô la cùng khối quân hỏa vũ khí này sao? Thực sự là không thể tưởng tượng được. Nhiều nàng thắc mắc tại sao thời cổ đại nhưng lại xuất hiện đồng đô la. Vì cái vị chủ nhân trước của Tiểu Kỳ Lân cũng giống như Âu Dương Vũ xuyên qua KG tùy thân nên hắn xem cái bảo tháp này như cái ngân hàng của mình vậy, nên bỏ tiền, vũ khí vào đó để giữ trữ. Tiểu Kỳ Lân đây là có ý gì? Muốn để nàng sử dụng chúng để chiến đấu chiêu mộ quân sĩ thống nhất bốn nước thiên hạ. Mặc dù không có khả năng nhưng những thứ này có thể giúp nàng bảo vệ an toàn cho bản thân, cũng không phải ý kiến tồi. Chủ nhân, Tiểu Kỳ Lân kéo lấy tay Âu Dương Vũ, mỉm cười thần bí nói, thất bảo lâu này nào có phải cổng chùa, người muốn vào thì vào được a. Cho nên những thứ bảo vật bên trong không dễ dàng đến tay người được đâu. Quả nhiên, muốn sở hữu lượng vũ khí với lại đống bạc đó thì cũng không dễ như tưởng tượng. Vậy rốt cuộc phải làm như thế nào đây? Âu Dương Vũ ngồi xổm xuống đối diện với Tiểu Kỳ Lân. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Rất đơn giản a, Tiểu Kỳ Lân tùy tay lôi ra một cái thao tác hệ thống chỉ cấp Âu Dương Vũ xem, thăng cấp không gian, mỗi lần ngươi tăng lên một cấp thất bảo lâu sẽ mở ra một tầng. Về phần như thế nào để thăng cấp không gian? Có hai biện pháp. Cách thứ nhất chính là đem không gian sản xuất bán cho hệ thống, như vậy ngươi sẽ nhận được kim tệ và có thể dùng để thăng cấp. Thứ hai loại phương pháp càng đơn giản. Chỉ cần lấy vàng hay hoàng kim đưa cho ta ăn, cho đến một lượng vừa đủ thì ngươi có thể thăng cấp a. Sau khi giải thích, Tiểu Kỳ Lân nghĩ là nàng đã hiểu, lại thấy Âu Dương Vũ mang theo vẻ mặt sửng sốt. Rất lâu sau Âu Dương Vũ nhanh chóng hoàn hồn, ngay cả không gian. Xuyên qua như vậy mà cũng có những chuyện ly kỳ chuyện xảy ra, cái gì mà hệ thống nàng khó mà nhận thức được. Bất quá Âu Dương Vũ hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng giúp Tiểu Kỳ Lân đặt cấp 7. Cuộc sống hiện tại của nàng bây giờ mà nói có thể xoay sở dễ dàng thế nhưng phải nhanh chóng sở hữu đống vũ khí kia để tự vệ ở cái thời chiến quốc này. Đồng ruộng cùng đất trồng khi nào thì có. Âu Dương Vũ nhanh nhảu yêu cầu. Mỗi lần thăng cấp thời gian sẽ tăng lên gấp đôi, cứ lập luận như vậy sẽ có đáp án. Tiểu Kỳ Lân chỉ vào các thao tác của hệ thống, đột nhiên ôm bụng lăn lộn trên mặt đất. Chủ nhân, chủ nhân. Tiểu Kỳ Kỳ rất đói nga. Toàn thân Âu Dương Vũ tỏ vẻ bất lực. Cuối cùng Tiểu Kỳ Lân vẫn lưu loát đứng lên nhanh như chớp vào kho chứa đồ. Bên trong kho chứa đồ của Âu Dương Vũ là cả một siêu thị kho hàng đóng gói các loại vật dụng. Dụng cụ vật phẩm trang sức, đồ dùng cá nhân, trang phục mỹ phẩm, tiệm bách hóa, thiết bị âm thanh. Vài món đồ chơi, đồ thủ công mỹ nghệ phẩm, cái gì cũng có. Không bao lâu, Tiểu Kỳ Lân nhanh nhẩu cầm lấy hộp đồ ăn đóng gói cho thẳng vào miệng. Âu Dương Vũ cũng cùng ăn vừa vui vẻ cười. Nàng không nghĩ đến việc Tiểu Kỳ Lân chọn tới chọn lui, cuối cùng lại chọn một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ xíu. Đồng hồ báo thức này ước chừng có hai mặt lớn nhỏ khác nhau. Hình dáng cũng không nổi bật là bao, bên ngoài phủ một lớp mạ, thoạt nhìn vô cùng bắt mắt. Được rồi, chính là nó. Âu Dương Vũ ôm Tiểu Kỳ Lân, chạc chạc nó tiểu đầu, cười nói, nhịn thêm vài bữa đi, ngày mai chờ ta đem nó đổi thành hoàng kim thì sẽ cho ngươi ăn. Nguyên thanh hoa ở thời cổ đại đem đi cầm ở hiện đại có thể bán được 2.000 vạn nhân dân tệ. Chỉ cần xuyên qua bằng tốc độ ánh sáng thì có thể thực hiện được mọi chuyện. Mọi chuyện bây giờ đối với nàng thật dễ như trở bàn tay. Âu Dương Vũ tuyệt đối không thể tưởng được ngày mai nàng sẽ chạm trán với một nam nhân mà người đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời cùng tương lai của nàng sau này. Âu Dương Vũ nguyên là chuyên gia về y dược cho nên vết thương trên trán đối với nàng mà nói cũng không là vấn đề. Dùng một ít dược phẩm ở hiện đại mà nàng mang tới bôi lên. Miệng vết thương đã khép lại đáng kể. Nàng ngồi ở trước sân của khu biệt viện hẻo lánh, cách chính viện rất xa, bình thường không có bất kỳ ai ghé qua chỗ này ngay cả một nô tỳ. Nhưng bất quá để có thể thuận tiện đào tàu ra ngoài mà không ai biết thì đây quả là một điều kiện tốt của Âu Dương Vũ. Bắt gặp ánh mắt lo lắng của A Tú, Âu Dương Vũ lập tức nhảy dựng lên rời khỏi bàn đá, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của nha đầu đó. Đông Tấn Quốc quả là một cường quốc sầm uất nha. Trên đường vào cửa hàng, hai bên đường có nhiều loại khách điếm khác nhau, tiểu thương giao hàng ăn vặt điểm tâm, trang sức mỹ nghệ, đồ cổ ngọc thạch. Trên đường, người đi lại nườm nượp, nam nữ già trẻ tụm năm tụm bảy, hoặc du ngoạn, hoặc mua sắm, hoặc có kẻ mặc cả, thật là náo nhiệt. Âu Dương Vũ hưng phấn nhìn cuộc sống thực sự ở cổ đại cùng phố xá sầm uất, mà lúc này, bỗng nhiên một đôi tay dùng lực chặn ngang hông nàng đem nàng ôm vào lòng.
Chương 6, Phúc Hắc giả dối. Vì đã từng là một đặc công cho nên phản ứng của Âu Dương Vũ nhanh chóng uốn người lộn ngược ra sau, nhưng mà điều làm cho nàng bất ngờ hơn là, sức lực của người này. Nàng có làm gì cũng không hề nhúc nhích được à. Âu Dương Vũ quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy người bên cạnh mình là một người đàn ông với dáng người cao to. Hắn mặc một bộ đồ đen, ngũ quan mặc dù rõ ràng là bình thản vô sự thế nhưng đôi mắt của hắn đen lại như hắc rượu thạch bàn nhợt nhạt lóe lên, thần thái sắc nhọn thâm sâu khó lường. Trong ánh mắt lộ ra vẻ cao quý cùng ngạo khí không ai sánh kịp. Trong mắt hắn có ý cười nhàn nhạt, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy cánh tay mình. Bàn tay thon dài của hắn tự nhiên khoác lên người Âu Dương Vũ. Tuy ôn nhu nhưng lại mang một uy lực cảnh cáo, nếu nàng có bất kỳ hành động gì, chỉ sợ hậu quả khó lường. Đối mặt với tình huống bất đắc dĩ này, trong lòng Âu Dương Vũ vô cùng bực bội, nàng mím chặt môi, nhẫn nhịn cơn tức giận, cắn răng lạnh lùng nói, vị công tử này muốn như thế nào? Lúc đó, trên đường có vài tên sai nha đi tuần tra trùng hợp đi qua, thấy vậy liền vây quanh khu này. Một tên quan sai trung niên cầm đầu trong nhóm người đó đưa ánh mắt ngờ vực liếc qua chỗ bọn họ đang đứng, người đàn ông đó bày dáng vẻ thong dong tự nhiên ôm chặt lấy Âu Dương Vũ, cúi đầu ôn nhu nói. Ngoan, đừng náo loạn. Âm thanh trong trẻo của hắn vừa thốt ra giống như hoàn ngọc tướng khấu, réo rất như nhạc. Hai người các ngươi đây là tên đại thúc quan sai khi bày ra bộ dạng đáng giá bọn họ trông có vẻ hoài nghi. Âu Dương Vũ bắt gặp cái nhìn đầy cảnh giác của tên sai nha liền rất cảm kích nhưng nàng chưa kịp lên tiếng thì âm thanh dễ nghe rung động lòng người của người đàn ông vang lên, đây là vợ ta. Vì đang giận dỗi ta nên mới bỏ nhà ra đi. Ngữ điệu của hắn không nhanh không chậm thong dong mà tao nhã, đem lại một cảm giác cuốn hút không tìm thấy lối ra. Lời vừa nói ra, Âu Dương Vũ cùng tên quan sai đồng thời ngẩn người. Nếu như nói ban đầu vị đại thúc này đang mang bộ dáng nghi hoặc thì bây giờ lại mang một chút nét cười trên mặt a. Thì ra là một đôi vợ chồng. Âu Dương Vũ hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông đang bám chặt lấy mình liếc mắt một cái, thưa đại thúc đừng có nghe hắn nói bừa, ta không biết người này. Vị đại thúc nghe vậy liền chỉ biết lắc đầu. Dường như bỏ ngoài tai câu phủ định vừa rồi của nàng, bày vẻ tràn trề kinh nghiệm lên tiếng khuyên nhủ Âu Dương Vũ, cô nương, cô nên bỏ cái tính đùa giỡn này đi, ông bà xưa có câu. Một điều nhịn thì chín điều lành. Làm người thì quan trọng nhất chính là nhẫn nhịn. Âu Dương Vũ cảm thấy có chút rối rắm, người đàn ông thấy vậy thân thủ giảo hoạt ôm lấy Âu Dương Vũ. Dùng giọng điệu sùng nịch ôn nhu dỗ dành nói, ngoan, đừng giận ta nữa có được không? Ta hứa với nàng cả đời này vi phu sẽ không bao giờ nạp thiếp, được không? Hửm, trên mặt hắn lộ vẻ thân thiết ôn hòa tươi cười, ánh mắt ôn nhu như nước, vô cùng sùng nịch. Âu Dương Vũ thật sự là bị chọc đến tức nghẹn mà. Nàng xuyên qua đây, tuy rằng không có được bàn tay vạn năng, nhưng luôn tự biết giới hạn của mình. Mọi chuyện đều nằm trong dự liệu không sinh chuyện với người, cư nhiên hôm nay lại gặp phải tình huống không thể chấp nhận được như thế này. Đại thúc à, hắn là tên điên, ta thật sự không quen biết hắn. Âu Dương Vũ dùng toàn bộ sức lực muốn đẩy hắn ra, nhưng vẫn bị hắn ôm lấy gắt gao. Mặc cho nàng có dùng bao nhiêu sức lực đều không hề lung lay hắn, tay kia của Âu Dương Vũ nhanh chóng giơ nắm đấm hướng về phía hắn đi, hắn nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy. Để sát vào người nàng bên tai nói nhỏ, nha đầu thể lực không tồi nha. Nhưng cẩn thận, động đến thai nhi. Nghe xong bốn chữ động đến thai nhi không biết là vô tình hay cố ý mà hắn cố gắng cao giọng đủ để làm cho ở đây mọi người nghe xong hiểu được chuyện tình. Âu Dương Vũ biết không thể trốn thoát được, mồm mép nhanh nhảo đến mấy cũng không bằng trình độ của tên này, chỉ biết giữ hận trừng mắt với hắn nói, vị công tử này, lấy ta ra để đùa giỡn vui lắm sao? Bây giờ kịch của ngươi đã hạ màn chưa? Vẻ mặt của hắn bình tĩnh thong dong, không có mở miệng, đại thúc sai nha tưởng rằng hai phu thê nhà này đang xích mích liền tiến lên hòa giải, cô nương, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Cô chỉ vì thế mà muốn bỏ nhà đi, quả thực cô là người hoàn toàn sai à? Âu Dương Vũ vừa nghe tên đại thúc nói xong, tức giận không thôi, hừ lạnh nói, đại thúc đáng kính, ông thực sự không hiểu chuyện à. Ta thật sự không quen biết người này. Vị đại thúc đưa mắt liếc Âu Dương Vũ một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ bả vai người đàn ông, thực lòng nói, công tử cậu chưa có sốt ruột con thì cũng đã có rồi, vợ của cậu chỉ cứng miệng thế thôi. Cơ mà cũng không thể sống thiếu cậu được, phụ nữ ấy à chỉ thích được dỗ dành thôi. Đa tạ vị đại thúc đã chỉ bảo. Người đàn ông đó đưa đôi mắt âu yếm nhìn về phía Âu Dương Vũ, đôi mắt kia so với vì sao trên trời còn sáng hơn, khóe miệng chậm rãi cong lên chút ý cười.
Âu Dương Vũ thản nhiên chống lại ánh mắt giả tạo của hắn, môi khóe ý cười giống như hắn, nàng cười lạnh nói, vị công tử này, diễn xong rồi, bây giờ có thể buông ta ra được rồi chứ. Đúng vậy, đây là một màn kịch, ngay từ đầu Âu Dương Vũ đã biết. Mới vừa rồi, ngay khi người đàn ông này đến gần nàng, vì bản năng nàng là một đặc công. Nên nàng cảm giác được cách đó không xa một luồng ánh mắt sắc bén tà ác như chim ưng ở sau lưng nàng đảo qua. Trong mắt tràn ngập thô bạo sát khí khiến cho lưng Âu Dương Vũ có chút phát lạnh. Đó là một loại hơi thở tàn nhẫn lãnh khốc của cường giả, nàng bây giờ không phải đối thủ của hắn. Dáng người hắn vô cùng anh tuấn, đôi môi lộ vẻ ngạo nghễ, lạnh lùng, toàn thân phát ra khí chất bức người tựa như vương tử, khiến người khác cảm thấy xa cách không dám đến gần. Âu Dương Vũ ẩn ẩn có chút suy đoán không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng hắn diễn xong màn kịch dở hơi này. Sau khi tên quan sai kia rời đi, Âu Dương Vũ mới nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông kia trở về lãnh khốc khắc nghiệt như ban đầu. Bởi vậy, nàng biết mình đoán đúng, trước mắt người đàn ông cường thế này tuyệt đối là người vô cùng nguy hiểm, nếu như vướng phải vào hắn ắt sẽ gặp phải chuyện không may. Âu Dương Vũ bỏ tay ra khỏi người hắn, âm thanh lạnh lùng vang lên, người kia đã đi rồi, bây giờ buông ta ra. Người đàn ông đó vừa nghe xong đáy mắt có chút ngạc nhiên, sau đó bàn tay lớn lại duỗi ra kéo nàng khóa chặt vào lồng ngực mình, hơi thở lạnh lẽo theo lời nói của hắn chỉ duy độc vẻ bá đạo chiếm hữu. Không buông. Âm thanh của hắn vang lên ngang ngược mà kiên nghị, mang theo một khí thế bức người không ai bì kịp. Khinh người quá đáng, vừa nói xong, khuỷu tay Âu Dương Vũ đột nhiên hướng đến bụng hắn đánh tới. Nhưng điều làm cho nàng không ngờ là người đàn ông trước mắt nàng thế nhưng lại không chịu nổi được đòn bất ngờ vừa rồi của nàng, cả người hắn đột ngột đổ ập về phía nàng. Âu Dương Vũ theo bản năng đỡ lấy hắn, khi tay vừa tiếp xúc đến vùng bụng của hắn, nàng cảm thấy tay mình tiếp xúc với một loại chất lỏng sền sệt ấm nóng. Âu Dương Vũ xòe tay ra xem thấy tay mình thấm đẫm máu với máu. Hắn bị thương, hơn nữa là bị thương vô cùng nghiêm trọng, huống hồ nàng cảm thấy hắn còn bị trúng độc. Nàng từ trước đến nay luôn tự cho mình là một người có óc quan sát vô cùng tỉ mỉ, thế nhưng vào lúc này đây nàng lại cảm thấy nghi ngờ một chút về năng lực của bản thân. Khi nãy cùng nói chuyện với hắn vẫn bình tĩnh thong dong còn có chút phúc hắc âm hiểm, thế nhưng giờ cả khí lực của hắn một chút cũng không còn. Âu Dương Vũ không khỏi khâm phục. Tên này ý chí vô cùng kiên định, nhẫn nãi, lại có thể đủ tỉnh táo để ngụy trang, che giấu bản thân. Hắn tự phụ, cao ngạo, phúc hắc, giả dối. Hắn rốt cuộc là ai? Lai lịch, thân phận của hắn như thế nào? Bất quá bây giờ những câu hỏi mang tính tò mò của nàng lúc này không mấy quan trọng, hiện tại quan trọng là trước tiên phải rời khỏi chỗ này. Trong lúc Âu Dương Vũ nhíu mày suy nghĩ thì bỗng nhiên một chiếc xe ngựa đơn giản xuất hiện trước mắt Âu Dương Vũ rồi dừng lại. Tên sa phu mang vẻ mặt khẩn trương cẩn thận nhìn về phía người đàn ông kia, trông thấy hắn có điểm khác thường vội vàng nói, nhanh lên xe. Nếu như tên sa phu này có quen biết với người đàn ông này, Âu Dương Vũ sẽ giao hắn cho đối phương sau đó rời đi. Nàng không có ý định sẽ giao du với những kẻ không rõ lai lịch như vậy. Nhưng mà người đàn ông này, cho dù đã mất đi ý thức nhưng một bàn tay trắng muốt thon dài của hắn vẫn như thế nắm chặt lấy tay nàng không buông, tay còn lại choàng qua vai nàng bước lên xe ngựa. Xe ngựa đột ngột lăn bánh, chạy điên cuồng ở ngã tư đường nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm. Bên trong xe, người đàn ông bá đạo đó dựa toàn bộ thân mình vào cả người Âu Dương Vũ. Miệng vết thương ở bụng hắn được Âu Dương Vũ kiểm tra, máu tươi tuôn ra như suối, thật nhìn thật là làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Thân nhiệt của hắn đột nhiên nóng rực, hắn nhíu mày tỏ vẻ đau đớn cùng khó chịu đang bủa vây thân hắn. Vầng trán cao ráo của hắn đột nhiên nhăn lại, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm toàn bộ khuôn mặt. Âu Dương Vũ theo bản năng lau đi lớp mồ hôi đó. Thế nhưng điều bất ngờ với nàng đó là khuôn mặt thật sự của hắn đằng sau lớp hóa trang. Âu Dương Vũ cả người bất động.